Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin phép được làm video này để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải ứng dụng KineMaster về điện thoại của chúng ta mà khi chúng ta sản xuất video thì nó sẽ không có logo kèm theo và không có bản quyền nha các bạn. Thì như các bạn đã biết này, khi các bạn tải KineMaster về điện thoại của mình để làm video đăng YouTube hoặc là làm gì đó thì cái video sản xuất ra nó sẽ có logo kèm theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rất là đơn giản để các bạn có thể sử dụng KineMaster một cách chuyên nghiệp nhé các bạn. Rồi, mình sẽ bắt đầu nhé các bạn. Thì trước tiên các bạn vào phần trình duyệt web cho mình nhé các bạn. Ở đây thì mình sẽ vào trình duyệt web Google Chrome nhé. Rồi, các bạn ấn cho mình chữ đi git bin. Ok. Đó, ở đây nhé các bạn. Mình sẽ vào phần này nhé các bạn. Các bạn chú ý nhé. Ok, rồi sau đó mình sẽ vào phần tìm kiếm ở trên này. Mình vào phần tìm kiếm đây. Mình ấn KineMaster nhé các bạn. Mình sẽ ấn vào KineMaster. Ok, rồi mình sẽ ấn tìm kiếm. Rồi, rồi ở đây thì nó sẽ ra một số phiên bản á. Thì bây giờ mình sẽ vào phần KineMaster MOD APK này nhé các bạn. Rồi, vào phần này nhé các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn vào phần Go Download này cho mình nhé. Vào phần này nhé. Rồi. Ở đây thì nó sẽ xuất hiện một số cái phiên bản KineMaster. Tùy thuộc theo các máy thì các bạn sẽ sử dụng những cái phiên bản phù hợp nhé các bạn. Ví dụ như máy điện thoại của các bạn mà RAM, bộ xử lý RAM khoảng 4GB thì các bạn chọn cái KineMaster 4.14 hoặc là 4.8 này nhé các bạn. Ở đây thì máy của mình là RAM 6GB nên mình sẽ sử dụng KineMaster 5.0.3 này. Còn các bạn mà có cái máy cấu hình cao thì các bạn có thể sử dụng tải cái phiên bản KineMaster 5.0.8 này nhé các bạn. Hoặc là 5.0.7 nhé. Còn mình thì mình sẽ tải 5.0.3 thôi. Rồi, thì như các bạn đã thấy thì ở đây cái phần đăng tải một tệp xuống này nó đang chạy nha các bạn đợi một lát. Khi mà tệp tải về thì mình sẽ vào phần cài đặt của cái tệp này nha các bạn. Đó, ok. Các bạn chờ một xíu nha. Ở đây thì các bạn phải lưu ý cho mình một tí là cái ứng dụng KineMaster này không được tải, không phải là tải từ CH Play hoặc là Apple Store. Nên khi mình cài đặt vào điện thoại của mình á, thì bắt buộc mình phải cài đặt phần bảo mật để cho điện thoại mình cho phép cài ứng dụng từ các trang web ngoài Apple Store hoặc là CH Play nhé các bạn. Đó, thì mình sẽ bắt buộc phải cài đặt một tí. Thì ở máy của mình đây thì mình lát nữa mình cài đặt ứng dụng thì mình sẽ cho phép cài đặt luôn, không cần phải cài đặt gì nhiều nhé các bạn. Còn điện thoại của các bạn thì các bạn phải, có thể là các bạn phải vào phần cài đặt để các bạn cài đặt lại nhé các bạn. Thì khi đó thì điện thoại của mình mới cho phép mình cài đặt cái ứng dụng này vào điện thoại nhé các bạn. Rồi, các bạn thấy không, ở đây thì phần mềm KineMaster đã được tải về nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Ok. Rồi. Ở đây nó sẽ có phần cài đặt. Thì mình sẽ ấn cài đặt nhé các bạn. Đấy. Thì các bạn phải đợi một xíu nhé. Nó sẽ xuất hiện rõ để các bạn xem nhé. Đấy. Thì ở đây là do máy mình đã được cài đặt sẵn. Thì nên bây giờ khi cài đặt lại KineMaster này thì nó sẽ rất là đơn giản và thuận tiện. Còn máy các bạn thì các bạn bắt buộc phải cài đặt lại một chút ở trong điện thoại của mình nhé các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ đã xong, bây giờ mình sẽ thử với ứng dụng của mình nhé các bạn. Rồi, mình sẽ ra để mình mở ra xem nhé các bạn. Rồi, đây. Ứng dụng KineMaster nó đã nằm ở đây rồi nhé các bạn. Rồi. Đấy. Ok, bấm ok nhé, cho phép. Rồi. Thì khi mình tải cái ứng dụng KineMaster về á, thì tự động cái ứng dụng này nó sẽ đè lên cái ứng dụng mà
có sẵn ở trong điện thoại của các bạn khi các bạn tải ở trên CH Play hoặc Apple Store nhé các bạn. Đấy thì nó tự động đề lên đến các dự án có sẵn ở trong Kinemaster thì nó vẫn nằm ở đây nhé các bạn. Thì các bạn yên tâm là khi các bạn tạo tạo video các kiểu thì nó sẽ không không có logo đâu nhé các bạn. Đấy, ok. Chúc các bạn thành công nhé.